Công ty Black Ship Management đã mua 37 tàu kể từ năm 2021, nhiều tàu trong số đó là tàu chở dầu đã cũ. Công ty này đã chi hơn nửa tỷ đô la trong vòng hơn 2 năm và tăng giá trị đội tàu của họ lên gấp 10 lần. Được thành lập bởi ông trùm tất và đồ lót Thổ Nhĩ Kỳ, đã chuyển thành một trong những chủ tàu lớn nhất thế giới, vận chuyển dầu của Nga. Các công ty như Black là một nhân tố quan trọng trong nỗ lực của Nga nhằm tiếp tục cung cấp dầu đi khắp nơi và chi phí cho chiến dịch quân sự với Ukraine. Đội tàu chở dầu của Nga hiện bao gồm hàng trăm tàu trên khắp thế giới, nhiều tàu thuộc sở hữu của các công ty ở Hy Lạp, Ấn Độ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng như Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều tàu tránh các biện pháp trừng phạt của phương Tây bằng cách hoạt động ngoài các tiêu chuẩn thông thường của ngành, thường các tàu này sẽ bỏ bảo hiểm với PNI Club, mạng lưới bảo hiểm đảm bảo cho khoảng 90% vận chuyển thương mại của thế giới. Một số khác sử dụng bảo hiểm của Nga, được thiết lập từ khi chiến dịch quân sự ở Ukraine bắt đầu. Các tàu này thường đã cũ, khoảng 20 tuổi trở lên và được đổi chủ nhiều lần, gây lo ngại về an toàn và môi trường. Các nhà phân tích cho biết ngày càng có nhiều lo ngại về việc liệu các tàu có vận hành đúng cách hay không. Các công ty Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm cả Black, thu hút được sự quan tâm đặc biệt của giới quan sát. Công ty này đã mua ít nhất 36 tàu, không kèm bảo hiểm của PNI Club. Tính đến tháng 2 năm nay, Black là chủ tàu lớn thứ tư trong thương mại dầu mỏ của Nga, theo dữ liệu vận chuyển được phân tích bởi Global Witness. Nhà phân tích Greg Kennedy, người đã nghiên cứu hạm đội Ma, The Gottfried, của Nga, tại Trung tâm Nghiên cứu Nga và AO của Harvard, gọi những lo ngại về an toàn của tàu là quả bom hẹn giờ đang tích tắc. Black đã gây ra một loạt sự cố an toàn trong những năm gần đây. Vào tháng 6, các nhân viên cứu hộ Nga phải dập lửa trong phòng máy của tàu vận chuyển số lượng lớn Black Force ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương của Nga. Một con tàu khác thuộc sở hữu của công ty đã mắc cạn ngoài khơi Tunisia vào tháng 7. Nhưng đội tàu vẫn ra khơi cùng với nhiều công ty vận tải biển khác, giúp Nga thích nghi với các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Doanh thu từ dầu khí đã giúp giữ cho nền kinh tế Nga phát triển trước khi đồng rút trượt giá trong tháng này, khiến ngân hàng trung ương nước này phải khẩn cấp tăng lãi suất. Tuy nhiên, xuất hiện dấu hiệu cho thấy nỗ lực trừng phạt Nga của phương Tây đang mờ nhạt. Vào tháng 7, dầu thô loại Euro hàng đầu của Nga bắt đầu giao dịch ở mức trên 60 đô la thùng, cao hơn mức giới hạn mà G7 áp đặt. Các nhà phân tích cho rằng, điều này cho thấy rằng một phần lớn hàng xuất khẩu của nước này đang được vận chuyển và bán với giá cao hơn. Các quan chức của Mỹ và các đồng minh hiện đang chạy đua để thắt chặt việc thực thi các lệnh trừng phạt, đặc biệt là ở các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, một đồng minh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Black Ship Management, được thành lập hơn một thập kỷ trước, đã hoạt động trong nhiều năm, với một đội tàu nhỏ chỉ bao gồm 6 tàu tính đến năm 2021. Công ty bắt đầu như một công ty liên doanh phụ của ông trùm dệt may Thổ Nhĩ Kỳ Ali Bekmezci, người được biết đến nhiều hơn ở Thổ Nhĩ Kỳ, với nhà máy sản xuất tất và đồ lót cho các thương hiệu phương Tây như H&M. Công ty đã phát triển mạnh mẽ trong 2 năm rưỡi qua, với mức chi tiêu tăng vọt kể từ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, mua 17 tàu kể từ năm 2022. Công ty hiện sở hữu 41 tàu trị giá 782,61 triệu đô la Mỹ, gấp khoảng 10 lần giá trị đội tàu vào năm 2021. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.